Chào mọi người đến với kênh của bạn MMO của mình nha. Video này hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGroup từ dự án BitSwap Protocol nha các bạn. Đây là để tham gia dự án, clip phần lên mô tả mình mở Telegram ra bấm nút start chatbot nha các bạn. Đây thì để mình vào mình tìm hiểu website của nó các bạn. Tốc cần BTT này mình không biết đã lên sàn chưa các bạn. Nhưng trong cái dự án nó sẽ liệt kê lên là 25 sàn giao dịch tiếp theo các bạn: BitSwap, Uniswap, KuCoin, Tether, Bucket, DLN. Những dự án sàn lớn các bạn. Đây mình thấy khá là tiềm năng đấy các bạn. Rồi bạn bắt đầu đi các bạn. Đây mình chat bot mình kiếm tiếp cận các bạn. Rồi bạn bấm join iGroup các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group kênh seller nữa các bạn. Khi tham gia dự án các bạn sẽ nhận 0 chấm. Rồi bạn join vào các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn cho tiếp kênh seller các bạn. Rồi mình mới đáp lại. Rồi các bạn follow và theo các bạn follow và tweet nữa các bạn. Các bạn chờ lót giá một xíu các bạn. Các bạn gì nhấp vào link của mình làm theo bot được các bạn, không cần có video của mình đâu các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Mình chủ yếu là tìm những cái nguồn ngân gấp cho tất cả các bạn thôi. Rồi các bạn like cũng chắc của nó nè. Rồi các bạn thích like nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi tới subscribe kênh YouTube của nó nha các bạn. Còn Facebook thì các bạn like và ấy thì mình làm từ từ nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ 1 các bạn ơi. Rồi các bạn đăng ký nha các bạn. Rồi không có một cái video 400 người đăng ký. Rồi các bạn cũng Facebook thì bạn cũng like. Phải không? Các bạn like Facebook được rồi bạn. Like trang fanpage của nó. Nó vừa đến Facebook chút xíu nha các bạn. Rồi Facebook thì các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ luôn đi các bạn. Chia sẻ công khai nha. Không có mất cái gì đâu. Trên đây các bạn like nó cái nữa đi. Trang Facebook cộng đồng của nó thôi, rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm nhà nút shipment đi tên. Mình điền thông tin cho nó các bạn. Rồi đầu tiên các bạn điền username theo word, các bạn cũng mở trang trader của mình ra, các bạn điền lại username trader của mình các bạn. À cộng MMO nữa. Các bạn nữa. Rồi các bạn gửi các bạn. Rồi cái nó kêu hỏi you don't send at god and were rồi muốn send tiếp đi các bạn. Rồi các bạn gửi đường link profile Facebook của mình nha các bạn. Fan các bạn cũng nhấp vào trang Facebook của mình nè. Fan các bạn để mình lấy cái đường link của profile của mình các bạn. Facebook thì các bạn nhập trang cá nhân của người của mình, nhập vào 3 chữ gạch, các bạn nhập vào sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn sao chép vào như tâm, rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn mở lên trong bot Telegram của nó nha các bạn. Nhắn đường link profile Facebook của mình vào. Send you Facebook profile link. Rồi các bạn chờ nó con bot nó phản hồi chiên nha các bạn. Chờ nó phản hồi riêng kìa. Nó về đây. Rồi bạn bấm send nha các bạn. Rồi bạn bấm send tiếp nha các bạn. Rồi nó gửi cái đường link profile YouTube của mình. Các bạn cũng mở trang YouTube cá nhân của mình ra nè. Các bạn mới đáp lên nè. Các bạn nhập vào trang cá nhân đầu người của mình trên đầu này, cấp đầu này nha các bạn. Các bạn nhập vào kênh của bạn nè. Các bạn nhập vào ba ba trên đầu, các bạn bấm vào chia sẻ cũng sao chép liên kết đến YouTube của mình nha các bạn. Rồi các bạn cũng trở về cùng bot Telegram tiếp tục nha các bạn. Các bạn lưu ý cái đường link profile Facebook của các bạn đăng ký cái email nào thì các bạn cái đường link nào bạn đó nha các bạn. Rồi các bạn bấm xem tiếp nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ nè, không có dùng gì hết trơn nha bạn. Rồi các bạn chờ. Rồi. Làm ai rớt tôi cần không thấy dây chứ phải. Nhiều, chịu nhiều vài năm nữa đi. Các bạn sẽ chắc nữa. Rồi các bạn dán vào các bạn. Các bạn tiếp các bạn. Rồi các bạn bấm send tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi các bạn bấm send tiếp nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 0.5 token BT BBTC. Rồi các bạn lấy tin ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và chào tạm biệt tất cả các bạn nhé. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.